dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nhìn chung không chia cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Với em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Bạn ấy lúc giới thiệu ấy là sau đây là bài đầu tiên á là tôi sẽ hát. Như ca sĩ chứ mà. Thế là phải quay sang hỏi anh là vậy là Tấn Quỳnh hát mấy bài? Chắc ba bài. Đó, tức là chắc là hay đi hát lắm nên là quen miệng là nói là giới thiệu bài đầu tiên đúng không? Em có hay đi hát không? Dạ không cô ơi. Không á? Thế sao run quá lại giới thiệu bài đầu tiên? Dạ ý là chắc là đầu tiên con hát trước mọi người á. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và ngày hôm nay thì bác sẽ hát bài gì? Dạ, bài hát đầu tiên con xin gửi đến là bài Vì Yêu. Vì Yêu, tặng cho ai? Dạ, tuy nhiên là tặng cho vợ con trước tiên ha. Và sau đó là tặng cho quý vị khán giả ở trường quay. Con muốn lan tỏa một cái năng lượng tích cực vui tươi của bài hát này tới mọi người. À, trước khi mình hát thì mình chọn một micro vàng. Dạ, con xin chọn số 4. Số 4, và bây giờ Vì Yêu bắt đầu. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mù tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay. Bay xa tầm tay. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nhìn chung không chia cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Với em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không chia cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Với em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Hát xong mình thấy mình càng yêu nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. À, có cái gì mình hồi hộp, mình căng thẳng trong ngày hôm nay không? Dạ có, đây là lần đầu tiên con hát trước nhiều khán giả như vậy. Và đặc biệt là hát trước thần tượng con là cô Mỹ Linh. Bây giờ nghe cô Mỹ Linh là thần tượng của con nói chuyện với con nè. Xin mời Mỹ Linh. Đâu có đâu, chắc là bác sĩ Tấn Quỳnh là hơi khiêm tốn đấy nhở. Tại vì ban nãy lúc giới thiệu ấy là sau đây là bài đầu tiên á là tôi sẽ hát. Như ca sĩ chứ mà. Thế là phải quay sang hỏi anh là vậy là Tấn Quỳnh hát mấy bài? Chắc ba bài. Đó, tức là chắc là hay đi hát lắm nên là quen miệng là nói là giới thiệu bài đầu tiên đúng không? Em có hay đi hát không? Dạ không cô ơi. Không á? Thế sao run quá lại giới thiệu bài đầu tiên? Dạ ý là chắc là đầu tiên con hát trước mọi người á. Rồi, bác sĩ khéo quá ha. Khéo đấy, người bác định sĩ giới thiệu lần đầu tiên nhưng mà giới thiệu nhầm là hát bài đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay có vợ có con nên là hát rất là tươi vui. Đây em muốn nói gì? Dạ, em chưa có người yêu ạ. Em 32 tuổi rồi ạ. Đây là 26 tuổi ta có con rồi, ta biết ta có con rồi. Vậy thì Tăng Phúc phải chia sẻ vấn đề âm nhạc với lại Tấn Quỳnh.
Rồi Tú Quỳnh sẽ chia sẻ về kinh nghiệm yêu đương rồi gia đình cho Tăng Phúc. Bây giờ Tăng Phúc nói chuyện về âm nhạc đi, thử xem mình bổ sung cái gì cho Quỳnh hát tốt hơn, biểu diễn sao cho nó sôi động hơn, rồi sau đó mình chia sẻ gia đình lại cho Phúc. Khi mà bạn chia sẻ về gia đình, khi mà bạn chia sẻ về những cái điều mà bạn đã trải qua trong cái lúc mà bạn phòng chống dịch, cảm giác như là giống như là một cái kết thúc có hậu cho một cái câu chuyện trải qua rất là nhiều cái sự khó khăn. Cuối cùng thì bạn cũng vẫn về được với gia đình của mình và gia đình vẫn hạnh phúc. Cái phần hát nó chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là vẫn là những cái quan điểm sống, những cái điều mà bạn muốn truyền tải đến cho khán giả về cuộc sống, về những cái cách nhìn của mình về cuộc sống mà bạn muốn truyền cái cảm hứng đó cho những vị khán giả đang xem chương trình. Em cảm ơn anh. Nhạc sĩ Quốc Việt, hôm nay so với những buổi tập thì như thế nào? Thích bác sĩ Tấn Quỳnh nhất là cái phong thái á, tức là có bao nhiêu hát bao nhiêu và hát với một cái tinh thần là truyền cảm hứng. Chương trình Hát Cho Ngày Mai không phải là chương trình thi hát. Bác sĩ và tất cả những người tham gia đây chỉ tới để hát vui vẻ, truyền câu chuyện. Và hôm nay Tấn Quỳnh hát giống như là đi chơi vậy đó. Kỳ này khi mà em trở lại á, em nhìn thấy cái năng lượng tươi tắn hơn. Đúng rồi. Nhưng em nghĩ rằng là ngay cả đối với cái Covid này này, nếu mà cái tinh thần của mình mà nó tốt ấy, rồi là mình cũng hướng đến những cái điều tốt đẹp ấy, thì mình cũng sẽ khỏe hơn và Covid nó cũng tránh xa mình. Thế nên là mình nhìn thấy mẹ của bạn rồi là gần gũi với cả vợ bạn, hai người là yêu thương nhau, là bạn lại là chỗ dựa tinh thần của cả ba cái người phụ nữ kia. Đặc biệt là nhìn thấy em bé mặc váy hồng, đeo nơ vàng, nơ hồng ấy, nó tượng trưng cho nó tượng trưng cho một cái mầm sống mới á, nên nó rất là nhiều hy vọng ấy, nên là em rất là thích cái năng lượng của ngày hôm nay. Cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh rất là nhiều. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.